mẫu đồng hồ này. Đầu tiên của ngày hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một chiếc của Citizen. Chiếc này nó sẽ có một cái mặt dial màu đỏ khá là rực rỡ. Hàng chưa sử dụng các bác nhé. Về kèm thì nó sẽ có hộp sổ thẻ đi kèm cho chiếc này. Ở bên trong thì nó sẽ còn một cái thẻ bảo hành quốc tế nữa ở bên trong dưới đáy hộp. Chiếc này thì các bác có thể check cái mã tham chiếu của nó là Seiko NK 000095W và giá bán lẻ đề xuất là 55.000 yên. Nó khoảng 11 triệu cho một chiếc hàng mới thì bên em đồng một con lâm săn được với các bác một chiếc này. Mặt dial màu đỏ đô. Khá là đẹp. Tình trạng thì còn mới nguyên các bác nhé, chưa dùng. Size mặt đường kính là size 41. Chiếc này nó sẽ có độ dày khoảng tầm 12,4 và lắc to lắc ở đây em đo được là khoảng 48,9. Nó hợp với anh em có cổ tay vừa và cổ tay to từ 16 trở lên là đeo sẽ đẹp. Ở trên góc 12 giờ thì các bác sẽ có thấy có logo này và có lịch ngày. Đó, cơ tự động automatic và dưới 6 giờ là made in Japan. Thiết kế rất đơn giản với 3 kim và một lịch. Cọc số của chiếc này thì hoàn toàn đính nổi, bộ kim cũng vậy. Độ bắt sáng và độ hoàn thiện rất tốt cho chiếc Citizen này. Dòng này thì nó sẽ không có dạ quang các bác nhé. Đó, chỉ kim cọc chỉ có bắt sáng tốt thôi. Và chiếc này được trang bị mặt kính khoáng cứng cong của Citizen. Bên hông thì có núm chỉnh giờ góc 3 giờ là không có logo. Còn ở mặt sau thì các bác sẽ có các cái thông số trên chiếc này. Thân thép không gỉ này. Citizen Watch Company chống nước của chiếc này là 53, tương đương với 50 mét nước thì các bác có thể tắm giặt được thoải mái. Made in Japan. Series ở đây và sử dụng máy 8310, caliber 8310. Đó, các bác có thể thấy bộ máy 8310 của Citizen Japan. Với 21 chân kính, 21.600 tần số dao động và 40 giờ tích cót tối đa. Đó. Có đầy đủ tất cả các chức năng dừng kim giây khi rút núm chỉnh giờ và có hỗ trợ cót tay. Đi kèm với chiếc này thì nó sẽ có dây thép đúc đặc và khóa nó sẽ có logo của Citizen. Và em cũng sẽ ướm thử chiếc này ở trên tay 17 cho các bác. Nó hợp với các bác nào mà mệnh hỏa là các bác đeo chiếc này rất đẹp này. Tay từ 16 trở lên. Size 41mm, chống nước 50m, cơ tự động có cót tay, có dừng kim dây. Và chiếc này hiện tại đồng hồ Quang Lâm về với các bác một chiếc. Mã 6788, giá 7.200.000, mã 6788. Các bác nào đang quan tâm thì bên em đã có chiếc này, 7.200.000.